Ngày 4 tháng 2, trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại đầu tiên của mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mô tả Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất với Mỹ. Ngoài ra, ông cũng thề sẽ đối đầu với Bắc Kinh trên nhiều mặt trận, bao gồm nhân quyền, sở hữu trí tuệ và chính sách kinh tế. Xuất hiện tại Bộ Ngoại giao, ông Biden tuyên bố chính quyền của ông sẽ đối mặt trực tiếp với những thách thức đặt ra đối với sự thịnh vượng, an ninh và các giá trị dân chủ của đối thủ nặng ký nhất, Trung Quốc. Trong khi khẳng định sẽ không nhường bước trước Trung Quốc, ông Biden cho biết Mỹ cũng sẽ sẵn sàng làm việc với Bắc Kinh nếu việc đó có lợi cho Washington, ám chỉ tham vọng của chính quyền ông là hợp tác trong vấn đề khủng hoảng khí hậu. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.